Sky ơi, chào mừng tất cả các Sky đã đến với buổi giao lưu ngày hôm nay. Thưa các bạn, với sự thành công của MV ca nhạc mới nhất của sân đồng MTP, chạy ngay đi đã được 89 triệu lượt view. Tôi, Trần Thọ Nghĩa MC của chương trình này, đã là người đứng ra tổ chức cái buổi họp mặt này để mọi người có thể cùng giao lưu với nhau về thần tượng của chúng ta. Và hôm nay chúng ta có một chút trò chơi để khởi động. Tuy nhiên, tôi rất muốn các bạn cùng với tôi thưởng thức MV đã làm nên tên tuổi của anh Sơn Tùng Chạy ngay đi Thưa các Sky, chúng ta sẽ đến với phần chơi đầu tiên trong ngày hôm nay Đó chính là phần thi đoán tên bài hát Vâng, chúng tôi sẽ cho các bạn nghe một đoạn mở đầu của một MV do Sơn Tùng MTP sáng tác Nếu như mà các bạn đoán chúng được trong, trong đoạn mở đầu này Chúng tôi sẽ tặng các bạn một chiếc áo được thiết kế vô cùng đẹp mắt Ghi chữ I love Sơn Tùng MTP Và nếu như các bạn không thể đoán được trong đoạn mở đầu, chúng tôi sẽ cho các bạn nghe đoạn điệp khúc. Nếu trong đoạn điệp khúc này các bạn nghe thấy được, chúng tôi sẽ thưởng các bạn một chiếc poster có in hình Sơn Tùng MTP và chúng ta hãy cùng bắt đầu lượt chơi. Thưa các bạn, từ đầu buổi ngày hôm nay cho đến bây giờ, chúng ta đã chơi trò chơi, bàn luận, nghe những bài hát của cùng một người trong ngày hôm của cùng một người, đó chính là Sơn Tùng MTP và sẽ thật là thiếu vắng nếu như anh ấy không xuất hiện trong ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, không để mọi người chờ lâu nữa. Tôi xin mời anh Sơn Tùng MTP. Ừ, thế thôi. Vâng, tôi xin cảm ơn anh Sơn Tùng MTP với màn trình diễn vô cùng tuyệt vời. Và tôi rất tiếc khi phải nói với các Sky rằng buổi giao lưu ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Tuy nhiên, tôi xin mời mọi người thưởng thức bữa ăn mà tôi đã chuẩn bị cho các bạn và ai muốn gặp mặt anh Sơn Tùng NTP xin trước cứu anh có khi là chụp ảnh để up lên Facebook như tôi đã làm trước khi gặp mọi người hãy đến gặp anh ấy trực tiếp anh ấy sẽ ở sau cánh gà chờ đợi các bạn đến và sau đây tôi xin chào tất cả mọi người và mong rằng chúng ta sẽ lại có một buổi gặp mặt như ngày hôm nay